Hello, chào các bạn. Chào các bạn, đây là 6 cái quạt thông gió cho cái nhà xưởng làm về may các bạn nhé. Cái nhà xưởng này đang làm về may mặc quần áo xuất khẩu. Các bạn thấy không? Đấy là 6 cái quạt gió thông hơi để hút gió ra đấy các bạn ạ. Để cho nhà xưởng sản xuất. Cái xưởng này rộng khoảng 800 m², khi tôi lắp thì tôi sẽ lắp 9 quạt. 3 quạt đầu hút vào và 6 quạt hút ra các bạn ạ. Mỗi quạt có kích thước là 1m22 x 1m22 x 40 cm các bạn ạ. Tất cả những quạt này khi mà nó chạy thì nó tốc cái chớp lên. Còn khi nó không chạy thì nó cụp cái chớp xuống các bạn, để tránh hiện tượng nước mưa. Đó các bạn thấy không ạ? À, nó sẽ quay. Cái này chạy bằng dây cu loa các bạn nhé. Motor 1,1 kW, 3 pha, chạy dây cu loa, dây đai và có bánh tì để cho dây luôn luôn căng, không bị trùng dây các bạn ạ. Đó. Kể cả dây cu loa nó trùng dã mắt thì bánh tì lại tì căng lên các bạn ạ. Liên tục dây cu loa căng, không bao giờ phải sợ cái việc trùng dây cu loa và hạn chế được chúng ta việc chúng ta thay dây cu loa các bạn nhé, dây đai các bạn ạ. Trong này đang có tầm hơn 200 người đang công nhân may trong này các bạn ạ. Các bạn ạ, khi mà đặc biệt những ngày nắng nóng như thế này, ngoài trời 30 độ, nếu một xưởng mà chúng ta không có quạt thông gió này thì rất là ngột ngạt và nóng các bạn ạ. Đó. Nhưng đây là một cái cách để chúng ta làm cho lưu thông gió trong xưởng cho nó thoáng để cho công nhân người ta làm việc. Đây là một hệ thống thông gió cơ bản đấy các bạn ạ. Nếu chúng ta cần một cái hệ thống nó tối ưu hơn thì chúng ta buộc phải có hệ thống làm lạnh nữa. Đầu vào chúng ta là những cái dàn lạnh. Thì khi những quạt thông gió này nó hút ra nó mới mát được cái phòng của chúng ta. Nó cơ chế thông gió dựa trên cơ chế đối lưu khí các bạn ạ. Đó. Còn như cái trường hợp ở cái xưởng này là do lắp là 6 quạt hút ra và 3 quạt hút vào. Thì đây chỉ là để thông gió cơ bản thôi các bạn nhé. 6 quạt hút gió trong xưởng ra và 3 quạt hút gió từ ngoài trời vào có gió tươi. Thì đây là hệ thống thông gió cơ bản thôi. Còn nếu mà chúng ta làm một cái cách mà nó chuyên nghiệp, mà nó đầu tư nó tốn kém hơn một chút, thì chúng ta phải có hai đường hệ thống khí lạnh, có dàn hơi nước nó chạy qua đó. Thì 6 cái quạt hút ra thì rất là mát xưởng các bạn ạ. Nhưng đây do chủ đầu tư người ta cũng chi phí người ta khống chế cái phần chi phí nó quá cao, thì cho nên nó chỉ cần 3 cái quạt hút vào và 6 quạt hút ra. Đây các bạn ạ, 3 cái quạt này hút vào đây. Được gia cố tránh nước mưa. Và đây là cái quạt hút vào các bạn ạ. Cái này nó sẽ tránh mưa. Khi hút vào nó tránh nước mưa. Đây, ba cái phía đầu này là ba cái hút vào các bạn ạ. Chắn nước mưa, chắn để không cho mưa nó vào. Đây các bạn ạ, trong xưởng đang chuẩn bị giờ nghỉ trưa. Đây các bạn thấy không ạ, 6 cái quạt hút ra đấy ạ. Đó. 6 quạt hút ra, 3 quạt hút vào đây các bạn. Đây là 3 quạt hút vào. Đây các bạn ạ, phía đầu vào bên kia có 3 quạt hút vào các bạn nhé. Đó,
Các bạn thấy ở ba cái ô trắng dưới là ba cái quạt đấy ạ. Đây là toàn bộ công nhân đang nghỉ trưa các bạn. Đó, các bạn vừa thấy đấy ạ. Đây lên khí họ để rất là xa các bạn ạ. Đây là hệ thống lên khí họ để từ bên ngoài cách xưởng sản xuất rất là xa các bạn nhé. Để giảm tiếng ồn và nó an toàn. Ở đây có mái che nó đẹp các bạn ạ.